Bức xúc vì xe đậu bên hông nhà, người đàn ông cầm cây điên cuồng đập phá. Đoạn clip đập phá xe ô tô đổ trong ngõ đang được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Theo clip, một chiếc xe ô tô 7 chỗ màu đen đổ ở đầu ngõ sát tường nhà dân có hai mặt tiền. Một người đàn ông mặc áo màu vàng từ trong nhà đi ra, tay cầm một vật nặng như thanh gỗ kích thước lớn tiến tới phía đuôi xe. Bất ngờ người này giơ vật nặng lên đập liên tục vào đuôi xe ô tô, đập tới khi tấm kính ở đuôi xe vỡ vụn rơi xuống đất. Vẫn chưa dừng lại ở đấy, người đàn ông lại tiến tới hai bên gương chiếu hậu của xe ô tô đập phá tiếp. Dẫu biết rằng tài xế đậu xe ô tô ngay tại ngã ba đường gây cản trở giao thông, nhưng hành động mất kiểm soát của người đàn ông áo vàng cũng sẽ khiến cho ông ta gặp hậu quả. Cư dân mạng đua nhau bình luận, cũng là đậu xe nhưng nó lạ lắm luôn, thay vì xịt sơn tạt mắm tôm, dán giấy hay xếp gạch quanh xe, thì đây là một pha xử lý vô cùng cồng kềnh đến từ đội áo vàng. Phen này lại có ô tô đi rồi, ở đây không bên ông chủ xe ô tô, nhưng cũng không bên chủ nhà kia hoàn toàn được. Ức chế thật sự, nhưng mà phen này tốn kém rồi đây. Đập rất dứt khoát, không trừ phát nào. Cú áo vàng nổi nhất trên trang mạng hôm nay rồi. Người ta bảo một phút bốc đồng, cả đời bốc lịch. Thiệt hại đuôi gương, kính sau, thân vỏ, ít thì cũng 50 triệu. Phen này tỉnh lại, cú áo vàng lại mướt mãi đi bán đất đền xe rồi. Hiện đoạn clip vẫn đang gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.